Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, thế danh Bùi Văn Quý, sinh năm 1917 tại xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Năm 1923, trưởng lão Hòa thượng xuất gia tại chùa Quán, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình. Khi 8 tuổi, ngài thụ sa di giới. Năm 1934, trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ bắt đầu tu học tại chùa Viên Minh, tỉnh Hà Tây, nay là thành phố Hà Nội. Năm 1937, trưởng lão Hòa thượng thọ giới tỳ kheo được Hòa thượng Thích Quảng Tốn làm Hòa thượng đàn đầu. Từ năm 1953 đến 1958, ngài tu học và hoằng pháp tại chùa Kim Đới, thành phố Hải Phòng. Từ tháng 10 năm 1958 đến nay, trưởng lão Hòa thượng trụ trì chùa Viên Minh, chùa Giáng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho hay, trên đường tu học, dấu chân của Hòa thượng trải khắp các tổ đình vùng châu thổ sông Hồng. Trải qua những ngày quê hương bị giặc Pháp chiếm đóng, làng mạc điêu tàn, chùa chiền sụp đổ, trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ vẫn một lòng son sắt với cửa Phật. Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ chưa từng học qua một trường lớp chính quy nào. Tất thảy vốn kiến thức có được đều nhờ kiên trì tự học và là vị giáo phẩm nổi tiếng yên thâm về Phật học và Hán học. Sự nghiệp phiên dịch kinh sách, trước tác của Đức trưởng lão Hòa thượng nổi bật với các tác phẩm Kinh Bách Dụ, Phật Tổ Tam Kinh, Bát Nhã Dư Âm, Đại Từ Điển Phật Học, Đề Cương Kinh Pháp Hoa, Phật Học là Tuệ Học, biên tập Đại Tạng Kinh Việt Nam, phiên dịch và Hiệu Đính Luật tứ phần. Từ năm 1987 đến nay, Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ giữ nhiều chức vụ trong Phật giáo Việt Nam, trụ trì tổ đình Viên Minh Hà Tây, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tây, hiệu trưởng trường trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây, ủy viên kiểm soát hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự, phó trưởng ban giáo dục tăng ni trung ương, phó ban ban tăng sự trung ương, phó pháp chủ kiêm chánh thư ký hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài từng kinh qua viện trưởng phân viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, tổng biên tập tạp chí nghiên cứu Phật học. Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 6, 2007, Đại trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ được Đại hội suy tôn ngôi vị Pháp chủ Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trở thành Pháp chủ thứ 3 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận và Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch. Ngày 24 tháng 11 năm 2012, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 7 thống nhất tái suy tôn Đại trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ giữ ngôi vị Thiền gia Pháp chủ Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đến nay đã 80 năm, Hòa thượng an trụ ở chùa Giáng tên dân giả của Viên Minh Cổ Tự, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội nên được Phật tử mọi miền gọi là Tổ Giáng. Đối với người dân trong vùng, trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ không chỉ là một vị cao tăng uyên thâm Phật Pháp, đức hạnh vẹn toàn mà còn là một nông dân thực thụ với đức tính hay lam hay làm, cần cù và giản dị. Bởi, suốt cuộc đời, ngoài giờ hành lễ hay đi hoằng pháp, Hòa thượng luôn cùng môn đệ sắn tay cày cấy nuôi thân, đến 80 tuổi mới thôi. Ở tuổi bách niên, không còn ra đồng trồng lúa được nữa, nhưng hàng ngày, trưởng lão Hòa thượng vẫn làm vườn, dọn dẹp trong chùa,